Truyền thông phòng khám Cha Từ Thương Cho Dạ, Công và chào các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Từ Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Từ Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vừa vinh dự được món quà ý nghĩa từ gia đình nhà hảo tâm trong nước. Món quà bao gồm quần áo, vật dụng cần thiết trong sinh hoạt gia đình dành cho các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám. Đại diện phòng khám Cha Từ Gửi Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình nhà hảo tâm. Sự quan tâm và chia sẻ của gia đình là nguồn động viên to lớn cho tập thể, các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám trong quá trình thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng đối với các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám. Đây là động lực để tập thể các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám Cha Từ Gửi Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần mang lại sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Đại diện phòng khám Cha Từ Gửi Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình nhà hảo tâm đã dành tặng món quà quý giá cho phòng khám. Kính chúc gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thầy Thanh xin được kính chào toàn thể quý chị. Thì sáng nay gia đình của anh Minh Hạ ở Hà Nam có gửi vào đây biếu cho các thầy cái phần quà của gia đình. Thì thầy Thanh rất là cảm ơn gia đình của anh Minh Hạ và nhờ em trai đây là đã gửi vào cái phần quà này. Thì thầy xin đại diện cho phòng khám cho các thầy cảm ơn anh và cảm ơn gia đình của anh Minh Hạ ở Hà Nam. Dạ. Dạ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Từ Gửi Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí mới đây đã tiếp nhận đơn xin đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân Sen Da Wood, một công dân Campuchia sinh năm 1956. Theo thông tin, bệnh nhân Sen Da Wood đang ở giai đoạn cuối của ung thư gan với các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi, sức yếu, đi lại khó khăn và đau nhức toàn thân. Ngay sau khi tiếp nhận, các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không được các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tiến hành thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân Sen Da Wood về phác đồ hỗ trợ điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe của ông. Bệnh nhân Sen Da Wood đã bày tỏ sự phấn khởi và biết ơn đối với các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám vì sự tận tâm, chu đáo và hỗ trợ nhiệt tình dành cho ông. Phòng khám Cha Từ Gửi Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một cơ sở y tế uy tín chuyên hỗ trợ điều trị các bệnh nhân ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Phòng khám sở hữu đội ngũ thầy thuốc và nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tâm cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại tiên tiến với phương châm chữa bệnh bằng y đức, cứu người bằng tấm lòng, với phương châm yêu thương cho không, với hành trình 7 chữ vàng ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Phòng khám Cha Từ Gửi Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn nỗ lực mang đến cho bệnh nhân những dịch vụ hỗ trợ điều trị chất lượng cao, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư. Sự kiện phòng khám Cha Từ Gửi Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp nhận hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Sen Da Wood là một minh chứng cho sứ mệnh cao cả của ngành y, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Hai chú đến từ Campuchia tên Sen Davut, rồi bắt đầu là nó sưng hai cái chân, tôi tưởng đâu là đau xương khớp không à. Cái chừng xuống nhà thương chờ thấy siêu âm mới thấy là bệnh gan, có bệnh gan mới biết bệnh gan, chỉ đi khám rồi cái bác sĩ ra toa rồi đi mua thuốc trong bệnh viện đó luôn. Có người ở bên Đại Ngãi giới thiệu, nó kêu lại và bên này chỗ hỏi hỏi Cha Tường, chỗ Cha Tường chỉ bệnh ra bác sĩ đó, cái bệnh của tôi phải
phải ở lại 3 tháng, phải ăn uống theo chế độ của chỗ bệnh viện. Nhưng mà người nuôi cũng phải ăn chay chung nữa. Dạ. Yeah. Rồi chú thấy vậy chú giữ được không? Muốn cho hết bệnh phải chịu. Con với ở chung với nhau hết trơn á, nhưng mà con nó có nghề nghiệp làm cho nên tôi ở nhà con nuôi không à. Nhưng mà đa số nói là đây chị hết dứt bệnh ca, cho nên hy vọng 100% là ở đây là sẽ hết bệnh, sẽ mang ơn nhớ hoài chứ không có quên được. Yeah. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lá nhà cấm thôi. Nhưng con đâu có ngờ bao lâu nay, bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác Oh,
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.